Chỉ có tụi em mới biết được là tụi em đã trải qua những gì. Và những cái điều đó nó gây cho mình cảm giác như thế nào. Vừa rồi thì năm em có nói là nếu mà năm em không thể cố gắng được nữa chắc năm em sẽ đi mổ não. Bao lâu cô mới về thăm anh Việt ở nhà một lần cô? Nửa tháng cô về một lần. Lúc đó là giao nhà cho hai cô gái này. Nhiều khi ở nhà không có mẹ thì đôi khi cũng hơi bừa bộn một chút. Phải nói cảm giác của mẹ lúc mà từ dưới quê bước lên là không biết đường đi vô. Là coi như cái nhà này thành chuồng heo á, phải không? Nói tôi hiểu mà, trời ơi. Chứ mỗi lần đi ra đường đâu mặc bộ đồ đâu. Đồ dục không phải là đồ dơ mà kiểu mình qua đường mình mặc cái gì đó mình không thấy. Mình cứ thử hết bộ này bộ kia cho mình quăng đóng. Trong nhà này ai làm công việc của đàn ông? Đàn bà cũng là mẹ, đàn ông cũng là mẹ luôn. Hư một cái bóng đèn. Em sửa. Năm anh sửa. Tại hồi xưa em có sửa điện cho heo nên thành ra anh. Dạ em áp dụng sửa điện anh, cho người. Hai chị em có hay gây lộn nhau không? Ngày nhà hồi xưa ở chung thì có. Còn bây giờ đi làm việc nhiều thì thành ra nên lo ai mà buồn kiếm người nào đó tự tâm sự. Chứ không bao giờ gọi một lúc mà buồn. Kiểu không bao giờ mà đau khổ nhất là sẽ gọi hết mọi đau rồi. Được, mình nghĩ hai chị em sinh đôi là có cái gì phải ấp ở nhau đúng không? Hỏi nhau, gọi nhau mà hai cô này lạ lùng vậy đó. Em bị một cái hội chứng là sợ một mình. Những lúc không có mẹ, những lúc chị Nam Anh đi làm, em ở nhà một mình thì như thế nào? Cảm giác ở một mình em bị hoảng loạn á. Lúc đó thì sao? Em hay đi ra ngoài đường. Em đi ngoài đường. Không, em vô bệnh viện ngủ. Trời ơi. Em thích vô bệnh viện dữ lắm. Tại cái cảm giác mà nằm trong cấp cứu. Hết người này là hỏi thăm, thế người kia hỏi thăm là được quan tâm, thăm hỏi. Được, có người thăm hỏi, có người biết mình đang như thế nào á. Nhiều khi đang đau lòng mà bị tổn thương thì cũng chạy vô bệnh viện khóc. Bác sĩ trả lại thôi, nín. Có mấy người trả lại tâm sự nói chuyện sao khóc. Trời ơi, cuộc đời thì cái diễn giả cho thêm rất là nhiều điều trong cuộc sống. Thấy tự nhiên thấy ấm lòng ở trong mũi. Ngon. Hồi đó cho em nó bệnh á, tự lực đi chứ không bao giờ cho cô vô vào bệnh viện. Không bao giờ. Xin lỗi mẹ. Tại vì lúc đó em bị trầm cảm mà em không biết. Lúc nào người em cũng bực tức cáo gắt. Cái gì gì em cũng khó chịu. Thì điều đầu tiên là xin lỗi mẹ. Điều thứ hai là con hy vọng mình con có thể vượt qua được giai đoạn này để không có làm cho mẹ lo lắng. Thật ra thì em cũng biết từ gì để diễn tả nữa. Tại vì chỉ có trong chăn mới biết chăn có rận. Thì chỉ có tụi em mới biết được là tụi em đã trải qua những gì. Và những cái điều đó nó gây cho mình cảm giác như thế nào. Vừa rồi thì năm em có nói là nếu mà năm em không thể cố gắng được nữa chắc năm em sẽ đi mổ não. Mà mổ não thì sẽ quên hết tất cả mọi thứ rồi bắt đầu lại từ đầu. Thì em nói là thì bắt từ đại từ đầu thì cũng là một cái hay. Tụi em không muốn đâu, tụi em vẫn muốn mình sống tích cực, tiếp nhận những năng lượng tích cực. Mà đôi khi có những chuyện, những nói chung là cái con không hiểu tại sao sinh ra tụi em rất là người rất là nhạy cảm và sống tình cảm và rất là dễ bị tổn thương. Nãy giờ nói trong công việc, nói một xíu thôi, một phút nữa thôi, nói về chuyện tình yêu đi. Một tại chị chuyên gia tình yêu mà. Mặc dù chị đúng là cái đó, cần phải nói đang đợi yêu nè. Đang đợi nói nè đó. Nè nãy giờ chị ngưỡng tại sao mà nãy giờ em thấy nãy giờ chị ngồi chị nhìn em hoài. Chị nhìn hai đứa hoài, chị nhìn thẳng vào mắt. Tại vì chị một điều chị nói thật sự để hai em tự tin lên là hai em rất đẹp. Rồi chị nói thiệt với em trong tình yêu nha. Nhưng mà nãy không được yêu người khác. Đó. Nghiêm túc. Yêu không được người này yêu người khác bởi vì khi mà em đi đau khổ vật vã về một cái người nào đó, tại sao em không nghĩ rằng em stop, em dừng lại, em soi kiến một cái, em trang điểm lên. 1 tỷ người đang nhìn tụi em. Chị là phụ nữ mà chị nhìn tụi em chị còn đắm đuối nãy đúng giờ vậy. Thì anh nghĩ là thôi, trước tiên là phải làm sao vượt qua sức khỏe tinh thần vượt trước. Qua đúng không? Vậy thì lại cái dòng máu nó là giống ba hay giống mẹ? Là giống mẹ.
Mẹ em ngày xưa hát ở dưới, em còn nhớ ngày xưa mẹ em đi hát ở đâu á, em mua hoa tặng mẹ. Ủa mẹ có đi hát luôn hả? Ủa mẹ hát, mẹ hát tân nhạc hay là tân cổ? Tân cổ cải lương gì biết hết luôn. Wow, đừng nói biết vũ đạo luôn nha. Hả? Hồi xưa là cô cũng như là cái dòng máu á, cả dòng họ cô là ai cũng là hát. Cái sau này mẹ sanh ra là anh em cô bây giờ người nào hát cũng được hết. Nhưng mà ngày xưa cô rất là đam mê hát. Nhưng mà con cái là gia đình cho mẹ sanh con đông rồi không đó, có điều kiện mà bỏ cái ước mơ. Lời đầu tiên cho phép Quốc Thuận xin gửi lời chào thân thương và nồng nhiệt nhất. Và hôm nay chúng ta hãy hướng mắt lên sân khấu màn hình phẳng 5K để cùng thưởng thức một tiết mục, phải nói là một tiết mục rất bất ngờ nhưng mà chắc chắn là sẽ mang đến sự hấp dẫn, đặc biệt là với hai khán giả Nam Anh và Nam Em. Đó chính là tiết mục biểu diễn của nữ nghệ sĩ Kim Loan. Tôi để gửi lời cho khán giả gần xa với một câu ha, một câu giọng cổ là lá trầu xanh. Trời ơi, bài này con rất thích nha con. Anh hứa với em khi mình đến duyên nên thì một lá trầu xanh cũng nên giờ nên trồng. Thêm nồng mỗi sáng tinh sương em gánh trầu ra chợ trên con đường đê dài thoáng thắt đôi chân em không sợ nắng vàng làm héo lá trầu xanh mà chỉ sợ người yêu chờ đợi buồn phiền dôi mắt kiếm tiền vừa buổi chờ tan lỡ chuyến hẹn hò tình duyên đôi lứa. Quá. Mỗi khi mẹ chưa bao giờ có một lời chia sẻ như ngày hôm nay. Mà một điều chia sẻ này là mẹ mong rằng các con luôn luôn ghi nhớ. Thì cuộc sống mẹ cũng là hạnh phúc vấp ngã. Nhưng mẹ cũng phải đứng lên. Đứng lên để mà bảo bọc cho các con đến ngày hôm nay. Luôn luôn mong rằng các con là phải mạnh mẽ lên. Và đứng lên như mẹ. Cảm ơn mẹ vì tất cả. Tươi cười như vậy và thật sự là Quốc Thuận rất là cảm động. Rồi ngày hôm nay chị Tường tới đây thì cũng trước tiên là xin chúc cô luôn được nhiều sức khỏe và chị hy vọng rằng nếu có lần tới mà chị có cơ hội gặp lại hai em thì chắc chắn là chị sẽ thấy hai em là rực rỡ hơn bây giờ, năng lượng tràn đầy hơn bây giờ nữa. Còn bây giờ xin chào tạm biệt.